Mình không biết các bạn đã bao giờ dành thời gian để có thể nói chuyện, học tập và làm việc với người nước ngoài chưa? Nhưng mà thực sự cái việc mà học tập với người nước ngoài là một trong những công việc hứng thú nhất mà bạn sẽ từng làm. Bởi lẽ vì mỗi con người đến từ mỗi quốc gia khác nhau sẽ có cách nhìn nhận một vấn đề khác nhau. Người Anh sẽ có góc nhìn của người Anh, người Pháp sẽ có cách nhìn của người Pháp và dĩ nhiên người Nhật sẽ có cách nhìn của người Nhật. Và đó là lý do tại sao mỗi quốc gia với cùng một vấn đề họ sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau. Cái việc học tập và làm việc với người nước ngoài với một cái nền đa văn hóa như thế sẽ là một trong những cái điểm tích cực để có thể các bạn có thể mở rộng cái tư duy của mình ra rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao mà Úc trở thành một trong những đất nước mà vô cùng hứng thú đối với các du học sinh, là một trong những đất nước có thể khiến cho bạn mở mang đầu óc rất là nhiều. Và một trong những quốc gia mà mình rất là thích đó chính là cách làm việc của người Nhật. Bởi lẽ ở họ có một cái gì đó rất là nghiêm túc, một cái gì đó rất là kỹ càng và một cái tinh thần trách nhiệm vô cùng cao. Nói về cái sự kỹ càng thì mình chưa thấy cái anh nào kỹ càng như người Nhật. Bởi trong lớp của mình á, khi mà mình học về writing thì ví dụ như thầy sẽ đưa ra một cái bài về viết đi. Thầy chỉ yêu cầu là các anh chị này nè, tụi bay là phải viết cho tao đúng 100 từ nha, đúng 100 từ. Thì nếu như các bạn thì các bạn sẽ làm cái gì? Cho 10 giây suy nghĩ. Như các anh chị trong lớp, nào là từ Colombia, Brazil hay là dĩ nhiên là mình, thì sẽ viết bằng cái kiểu như là dĩ nhiên mình viết ra, xong rồi mình sẽ lượng từ, mình lượng à gần tới 100 từ rồi, thì mình đếm gần lượng tới 100 từ thì mình dừng, đúng không? Đó là hầu như một cách suy nghĩ thông thường thì ai cũng làm như thế, quá đơn giản. Còn đối với anh người Nhật thì anh làm thế này. Anh viết ra, anh đánh số lên tờ giấy trước từ 1 cho tới 100. Sau đó anh mới ghi chữ vào và anh canh làm sao cho đúng y chữ 100 chữ và anh không nhất thiết phải tốn thời gian để đếm đi đếm lại mà vẫn rất là chính xác và rất là kỹ càng. Trong khi người mình thì cứ viết một hồi, đếm, đếm thấy dư thì xóa, thấy thiếu thì ghi thêm. Thì nó rất là tốn thời gian và cứ mỗi lần làm như vậy thì lại đếm thì lại vô cùng tốn thời gian. Đó là lý do tại sao mình rất là thích người Nhật, bởi vì họ cái tính của họ rất là kỹ và nhiều khi kỹ không phải là tốn thời gian mà lại là một cách nhanh nhất để có thể làm một công việc hiệu quả nhất. Thứ hai mình phải nói đến là tinh thần trách nhiệm. Như các bạn cũng thấy là cái tinh thần trách nhiệm ở ở Nhật thì ai cũng biết là họ làm việc với trách nhiệm, phải gọi là 200% chứ không phải là 100% nữa. Như các bạn cũng biết là bất kỳ chuyện gì xảy ra như ở ở Nhật là họ sẽ từ chức ngay chứ không phải là cà rề như ở Việt Nam mà ngồi bám, gọi là bám rễ. Như mình có một người bạn thì mình đã được xem và được đọc cái câu chuyện này, đó là có một người bạn thì họ làm trong cái nhà hàng Nhật ấy, thì nó sẽ có những cái chén mà cái chén rất là nhỏ này là để chấm nước tương thôi. Các bạn sẽ thấy ở Việt Nam cũng có cái chén rất là nhỏ. Và như ở cái nhà hàng Việt mà mình làm á, thì chủ thì họ làm thì họ sẽ đếm. Họ kêu này nha, đây là chị để cho em là 10 15 cái, mất một cái là em chịu đó nha. Dĩ nhiên là người ta chỉ nói giỡn thôi chứ cũng không phải là bắt mình mất một cái là mình sẽ phải đền. Bởi vì khi mà bạn biết là trong cái sink, tức là trong cái chỗ khu rửa chén á, người ta khách hàng ăn xong sẽ dọn vào trong cái rửa chén, thì dĩ nhiên đồ ăn lúc nào có thể nó sẽ còn thừa chứ không thể lúc nào mà hết 100% được hết. Do đó mà khi mà rửa chén, người ta sẽ có một cái rổ ở phía dưới để khi nào mà ăn xong thì người ta sẽ lấy đồ ăn đó người ta đổ vào cái rổ và rửa. Nhưng mà nhiều khi để cho dọn dẹp cho nhanh thì người ta sẽ lấy cái đồ nước chấm đó bỏ vào trong cái dĩa, và khi đổ vào trong đó thì cái dĩa nhỏ xíu đó nó sẽ theo đồ ăn và nó chui vào trong rổ luôn. Và nhiều khi đồ ăn nó sẽ lấp cái chén nhỏ nhỏ đó và người rửa chén không biết, họ sẽ đổ vào trong cái thùng rác và thế là nó sẽ bị mất đi một hai cái một và một mất đi một hai cái một cái dĩa nhỏ nhỏ như thế.
đối với người Việt thì dĩ nhiên họ sẽ du di một chút, nhưng đối với người Nhật thì cái tinh thần trách nhiệm của họ rất là cao. Người bạn của mình làm như vậy và dĩ nhiên bị bắt một cái chén rất là nhỏ, và người Nhật bắt là cả cả một cái khu bếp phía sau, gọi là cái khu kitchen, phải đi ra trong cái khu rác để moi bao rác từng cái. Tức là ở trong cái nhà hàng luôn cũng có một cái kho để chứa rất là nhiều bao rác ở trong đấy, có thể là cả chục bịch rác, và mình phải moi từng cái để có thể tìm ra được một cái chén bé xíu. Đó là nói về tinh thần trách nhiệm của họ rất là cao. Một có thể là chỉ có một người rửa chén là mất cái đó thôi, nhưng mà cả một khu bếp phải đi tìm tìm đến khi nào phải lục từng bao, moi ra từng cái. Và rất may cho người bạn đó là khi mà moi tới bao thứ tư thì đã tìm ra được, không thôi là phải moi cả chục bịch rác còn lại. Đó đó là một câu chuyện mà mình được nghe kể là về du học sinh đi móc bao rác ở tại Melbourne. Rất là tức cười, nhưng mà đó là một trong những bài học là khá là hay. Nếu nghĩ một mức điện một khía cạnh khác thì đó là một trong những bài học khá là hay mình sẽ học được tại người Nhật. Và một trong những đức tính khác đó là cái sự mà gọi là nghiêm túc với công việc của họ cực kỳ cao, thể hiện ngay cả trong việc học nha. Đối với những người như là Colombia hay Brazil thì thầy giao bài tập thì ok thì mình làm thôi, let's go do it, let's do it, yeah. Tuy nhiên mà đối với anh này thì mỗi lần thầy giao một phát là anh sẽ la lên một tiếng rất là to là hey. Chữ hay có nghĩa là chữ văn trong trong tiếng tiếng Nhật ấy, thì giao xong nhiệm vụ cái là hey, tức là nó vừa to nhưng mà cái giọng rất là nghiêm túc, và phải nói là cả lớp phải giật bắn mình vì cái lúc đầu tiên mình học chung với họ thì phải gọi là giật bắn mình cơ. Tuy nhiên nhiều khi mình nghĩ tới thằng bạn ấy, mình còn nhiều khi còn phải gọi đáng sợ sợ. Nhưng mà gì cái một trong những cái khó khăn của người Nhật khi mà họ học tiếng Anh chính là, nhất là mấy cô người Nhật mà nữ, họ hay có cái giọng mà dễ thương cute ấy, là họ nói giọng cao như là hello what's your name gì đó. Nhưng mà thực ra trong tiếng Anh thì nói tiếng Anh thì cái giọng phải trầm trầm một xíu, như là hello what's your name, hay là sau đó thì cái giọng trầm trầm hơn thì nó sẽ giống tiếng Anh hơn, nên thầy cô thì cũng phải bắt mấy cô này thì phải nói cái giọng trầm hơn chứ không phải là cái giọng mà cao ngút ngàn dễ thương như là ở Nhật nữa. Đó là khá là hay. Và các bạn cũng biết thì mỗi quốc gia nó sẽ có một cái khía mặt nổi tiếng khác nhau vì cái góc nhìn của họ khác nhau. Thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ có dịp được đi ra nước ngoài học tập với nhiều người hơn, thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội để có thể hiểu được những tư tưởng của những người nước ngoài. Cũng không cần phải quá tự ti về người Việt Nam đâu, bởi vì mình thấy thì người Việt Nam mình thật sự thì họ cũng gọi là khá là thông minh ấy. Các bạn ra nước ngoài các bạn sẽ thấy, bởi vì cái cuộc sống ở Việt Nam khiến cho người ta phải trau dồi những cái gọi là kiến thức nhiều hơn. Còn ở bên này thì một cuộc sống bình thường, một người tri thức hay là một người gọi là lao động chân tay thì mức lương của họ cũng như nhau, một cuộc sống như nhau, bởi vì cuộc sống của họ là bình đẳng. Nhưng ở Việt Nam thì một người có tri thức chắc chắn luôn sẽ cao hơn một người lao động chân tay. Đó là lý do tại sao người ta phải luôn luôn cố gắng học tập để có thể thông minh hơn. Còn ở người đây, tại sao học tập cũng như thế mà không học tập cũng như thế? Thì lý do tại sao thì họ phải làm những điều học tập. Đó là cái tư tưởng của đa số chứ không phải là dĩ nhiên ai cũng vậy. Thì đó là lý do tại sao mình khi người Việt Nam đi sang những cái nước như là Úc thì mình luôn luôn cảm thấy người Việt Nam có gì đó họ thông minh hơn. Nên khi đi nước ngoài thì các bạn cũng không nên quá tự tin về tự ti, dĩ nhiên tự ti nha, về người Việt Nam. Bởi vì thứ hai là cũng bởi vì ở ở đây cũng có nhiều quốc gia mà họ cũng còn nghèo, như là Colombia thì cũng hơi xem với Việt Nam về chính trị hay là về cuộc sống ở Việt Nam. Đó. Thì mình hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ có dịp để đi ra nước ngoài, mở rộng kiến thức và học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau để có thể trở về Việt Nam và đóng góp cho Việt Nam, hay là có thể mở một cái business mà bạn mong muốn. See you.